Sau những thành công trên thị trường laptop, FPT Shop tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái máy tính bằng việc lấn sân sang những sản phẩm mới là PC lắp ráp và linh phụ kiện PC. Với hệ thống trưng bày, trải nghiệm thực tế là cơ sở để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định chọn mua hơn. Ba trung tâm laptop và PC đầu tiên được FPT Shop mở tại Hà Nội. Đây đều là những cửa hàng chuyên biệt tập trung bán laptop, vốn là sản phẩm thế mạnh của FPT Shop và đặc biệt là những sản phẩm mới, máy tính địa bàn PC lắp ráp theo yêu cầu, linh kiện lắp ráp PC và phụ kiện PC dành cho game thủ. Năm 2021, doanh số laptop của FPT Shop đã tăng trưởng gấp đôi so với năm 2020, với gần 400.000 máy được bán ra, dẫn đầu toàn thị trường với 35% thị phần. Theo ông Kha, đây cũng là động lực để hệ thống này lấn sân sang mảng PC. Tôi cũng đặt cái kỳ vọng là trong 3 năm tới chúng tôi sẽ chiếm lĩnh cái thị trường liên quan đến laptop PC lắp ráp này. Và dự kiến trong năm 2022 thì chúng tôi có thể mở là từ 30 đến 70 điểm. Khi mà chúng tôi là đối tác lớn với các hãng để chúng tôi lắp những cái bộ PC với cái giá nó thực sự là tốt, với những khuyến mại nó thực sự là khác biệt. Với khách hàng, việc trải nghiệm các mẫu máy và đặc biệt là được nhân viên tư vấn cấu hình phù hợp với nhu cầu giúp cho việc lựa chọn thiết bị được tối ưu với tầm giá. Mình cần một cái chip hoặc là đồ họa cao để có thể đáp ứng những cái tựa game mà mình mong muốn như là FIFA hay là dòng Liên Minh. Và nhân viên đã tư vấn cho mình chọn chip i5 và quạt đồ họa RTX 2060. Do ảnh hưởng của Covid-19 cũng như nhu cầu làm việc giải trí ngày càng gia tăng, thị trường máy tính, laptop được cho là sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới.